Hồ Duy Hải và thân phận người dân Việt Nam dưới pháp chế của xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là một quốc gia có nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên như các quốc gia dân chủ trên thế giới Chính vì thế hệ thống pháp lý của Việt Nam phản chế xã hội chủ nghĩa Không phải là chế độ pháp trị bình thường như các quốc gia tại các quốc gia dân chủ Lý do pháp chế của xã hội chủ nghĩa khác biệt với chế độ pháp trị bình thường là vì sự vắng bóng của yếu tố hiến định, tức là tính tối cao của một hiến pháp nghiêm chỉnh thay vì tối cao của hệ thống lề đảng. Và sự vắng bóng của yếu tố đa nguyên, tức là sự hiện diện của đối lập chính trị, hầu giám sát hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự vắng bóng của hai yếu tố này đưa đến sự lệ thuộc của hệ thống tư pháp gồm các tòa án và sự lãnh đạo chính trị của Đảng và từ đó thiếu tính độc lập và công lý có thể bị bức tử dễ dàng chính vì thế không những anh hồ dưới hải mà bất cứ công dân việt nam nào khác đứng trước vành móng ngựa của một tòa án theo pháp chế của xã hội chủ nghĩa này cũng có xác suất chịu một số phận như nhau tuy nhiên lý do chúng ta chú tâm nhiều đến vụ án này ngoài tính nghiêm trọng của vụ án vì nó liên quan đến tội là cố tình sát hại gây án tử hình là vì những vi phạm không những là các nguyên tắc pháp luật bình thường tại các quốc gia dân chủ mà nó còn vi phạm ngay cả những thủ tục pháp lý, pháp chế của xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam nữa. Trước khi phân tích và đánh giá vụ án này, chúng ta xác định các sự kiện như sau. Theo Wikimedia Việt ngữ, thứ nhất là thảm sát diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi, ấp 5, thị xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, trong đó, hai nữ nhân viên bưu điện tên là Nguyễn Thị Ánh Hồng sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Thu Vân sinh năm 1987 bị giết bằng cách cắt cổ. Thứ hai là ngày 21 tháng 3 năm 2008, nghi phạm Hồ Duy Hải sinh năm 1985 bị bắt. Thứ ba là qua hai lần xét xử thơ thẩm năm 2008 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và Phúc Thẩm năm 2009 tại Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp tình phạt là tử hình. Tuy nhiên gia đình Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Vấn đề thứ tư là năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ông Nguyễn Hòa Bình quyết định không kháng nghị vụ án. Đến vấn đề thứ năm là năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bác đơn xin ân giảm ân xá cho Hồ Duy Hải. Sau đó, trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong và ngoài nước, cũng như là Quốc hội Việt Nam năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tán Sang ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Vấn đề thứ sáu là ngày 22 tháng 11 năm 2019. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam Lê Minh Trí kháng nghị giám đốc thẩm vụ án sau khi nhận được đề nghị xem xét giải quyết đảm bảo đúng pháp luật vụ án từ Chủ tịch nước Nguyễn Phúc Trọng vào tháng 7 năm 2019. Vấn đề thứ 7 là vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, sau 3 ngày xét xử giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thông qua bỏ phiếu công khai quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và giữ nguyên y án, bản án sơ thẩm. Thứ 8 đây là một vụ án có nhiều vấn đề vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết các vụ án như là đầu tiên là thay đổi vật chứng thứ hai là bỏ sót các chứng cứ pháp y như dấu vân tay vết máu tại hiện trường thứ ba là bỏ qua một số bản khai không nhận tội của bị cáo vấn đề thứ tư là thời điểm cái chết của hai nạn nhân cũng không được xác định và đến với điều lệ thứ chín Tuy nhiên tại phiên tòa tòa nhân dân tối cao, nhận định là những vi phạm pháp luật này không làm thay đổi bản chất vụ án nên không cần thiết phải hủy bản án. Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao. Điều thứ 10 đó là tại thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng đang có mối quan hệ tình cảm với ba người đàn ông là Nguyễn Minh Sò, người yêu cũ, Nguyễn Văn Nghị, người yêu mới và một kỹ sư tên Trung, bạn mới quen. Trần Văn Chiến và Nguyễn Toán Anh đang theo đuổi Hồng. Thành viên Hội đồng Thẩm phán gồm 17 người và Chủ tịch Hội đồng Thẩm phán là Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình, người mà trong năm 2011 trong chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định không kháng cáo vụ án này. Một cách tổng quát thế giới đương đại đang có hệ thống tư pháp thịnh hành là một hệ thống tư pháp phát xuất từ Anh theo truyền thống của Law căn cứ nhiều điều tên án lệ và hai hệ thống xuất phát từ Pháp gọi là Congenibli và Corinde, chịu ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng Pháp năm 1989. Căn cứ trên luật thành văn, hệ thống luật pháp cộng sản tuy gọi là pháp chế xã hội chủ nghĩa và không có yếu tố độc lập vô tư của Kevin Korn. hiện hành tại Pháp hoặc phần lớn các quốc gia lục địa châu Âu, nhưng chịu ảnh hưởng bởi liên xô cũ, và qua liên xô cũ chịu ảnh hưởng của Kevin cos nhiều hơn. Trong trường hợp của Hồ Chí Hải, một khi vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam là Lê Minh Trí kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Sau khi nhận được đề nghị xem xét để giải quyết đảm bảo tính đúng đắn của pháp luật vụ án chủ nghĩa Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2019, thì điều này chứng minh có nhiều điểm khiếm khuyết về phẩm chất cũng như số lượng chứng cứ đưa ra việc kết án và ông Nguyễn Hòa Bình cũng như là 17 vị thẩm phán tòa án nhân dân tối cao còn lại. Không có sự lựa chọn nào ngoài chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát, hủy bỏ bản án, tái điều tra hoặc là tái sử dụng tuyên bố của Hồ Lý Hải là vô tội. Lập luận nêu trên của 17 vị thẩm phán là lập luận cố hữu của các đảng viên Cộng sản giáo điều, tức là cánh biện minh cho phương tiện. Vì họ đã phán quyết Hồ Duy Hải có tội Nên bộ luật tố tụng hình sự Chỉ là một phương tiện Nếu không cần thiết thì vứt đi Vì mục tiêu đã đạt được Câu hỏi chúng ta đặt ra là Tại sao những tòa án nhân dân tối cao của nước Lại có thể hiện quan niệm về pháp luật lạ lùng đến như thế Câu trả lời đơn giản là dưới sự trật tự của chính trị Mark Lê và pháp chế xã hội chủ nghĩa, các thẩm phán thay vì là những chuyên gia uyên bác và vô tư chỉ, chỉ có những đảng viên thuộc phe nhóm được ghép vào những vị trí hầu ban thưởng hoặc là củng cố quyền lực hoàn toàn không đủ phẩm chất của những thẩm phán nghiêm chỉnh như tại các quốc gia pháp trị Nghiêm Minh ngay cả trong trường hợp Hồ Chí Hải được tái thẩm phán theo đúng quy định của pháp luật công lý hoặc là phán xét vô tội thì số phận của nhân dân Việt Nam không được cải thiện trừ khi một hệ thống pháp lý nghiêm chỉnh được thành lập tại Việt Nam trong phạm trù của một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính. Trên mạng cộng đồng mạng vừa qua đã đăng tải một bài viết của luật sư Đạt, người bào chữa cho Hồ Duy Hải ở phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Bài viết có tiêu đề Luật sư ơi cứu con đã đăng tải trên báo đất Việt, báo An Giang. Vào khoảng năm 2012, hiện tại đường link đã bị xóa nhưng vẫn còn lưu giữ trên dẫn luật online. Chỉ xin trích ra những đoạn chính trong bài viết của luật sư Nguyễn Văn Đạt. Hai lần đầu gặp trong trại giam của công an tỉnh Long An. Dù cho tôi đã thuyết phục thậm chí là có khi còn như năn nỉ. Hải chỉ lặng cầm không nói một lời. Mắt luôn hướng về hai chiến sĩ đang giám sát sự tiếp xúc của luật sư với bị can đầy lo sợ. Lẽ thường bị can sẽ phải tranh thủ thời gian gặp ngắn ngủi để trình bày sự thật hoặc là thanh minh với hy vọng luật sư sẽ giúp mình vô tội hay là giảm nhẹ tội nhưng ở đây chỉ thấy sự lặng im tôi đã có trở lại lần thứ ba để gặp hải động viên giải thích thuyết phục mãi thậm chí có lúc là dọa cháu không nói ra chị sẽ bị xử tử hình mà không ai cứu được hải mới nói mấy câu con không giết người con không làm gì cả oan con lắm luật sư ơi cứu con rồi đột nhiên mặt hải nhằn nhúng lại như là phải chịu cơn đau đớn tột cùng vì một tác động từ đâu đó. Nhiều lần gặp hải trong trại giam sau đó đều tương tự như thế. Những lời kể lo mõm, nhỏ giọt, ánh mắt thất thần, hãi hùng. Lo sợ cho tôi, cảm thấy dường như là Hải không dám nói ra sự thật vì sự đe dọa nào đó. Tôi chuẩn bị thật kỹ cho hồ sơ ngày xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 11 năm 2008. Nhưng điều lạ ở đây là dù gia đình bị cáo Hải đã nhờ tôi làm luật sư bào chữa, nhưng tại tòa vẫn có thêm một luật sư chỉ định bào chữa cho Hải, đó là luật sư Võ Thành Quyết. Dù đây chỉ là việc vi phạm tố tụng, nhưng tôi thầm nghĩ dù sao đồng nghiệp hỗ trợ vẫn hơn và yên tâm trình bày bào chữa, trong đó có nêu ra 41 chi tiết sai phạm trong quá trình điều tra đại diện viện kiểm sát hôm đó không tranh luận mà chỉ đọc lại bảng cáo trạng đồng thời cũng thừa nhận có nhiều điểm sai sót nhưng không thể làm lại nữa vì đây là án điểm thời gian kéo dài lâu dư luận bức xúc điều lạ là thật là lạ luật sư đồng nghiệp được chỉ định vào bảo chữa cho hải chẳng những không bảo chữa mà còn mau mắn nhận tội thay cho thân chủ và chỉ cầu mong được giảm án tử hình xuống còn trung thân trong khi chính bị cáo lại kêu oan tại tòa. Giờ giải lao trước khi tranh luận, tôi có trao đổi với luật sư quyết những nội dung mâu thuẫn, sai sót, vi phạm thì bất ngờ vị này thốt ra. Ông nói được gì thì nói, ở đây tôi bị kẹt. Chưa hết, sau phần trình bày của tôi, luật sư đồng nghiệp còn buộc tội thân chủ khi cho rằng dấu vân tay của bị cáo không trùng với dấu vân tay thu được tại hiện trường thì bỏ không sử dụng chứ đâu có gì. Rồi hội đồng xét xử cũng bỏ qua những sai phạm điều tra, truy tố để tuyên tử hình cho bị cáo. Đến khi xét xử phúc thẩm cũng thế, dù thừa nhận có nhiều điểm sai sót thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng vẫn kết án tử hình cho hội di hải. Luật sư Nguyễn Văn Đạt Đọc qua các đoạn trên đủ điều kiện để kết luận Hải đã bị bức cùng Là luật sư Võ Thành Quyết chính là kẻ đã tiếp tay với phe cánh hung thủ, cố tình đổ tội giết người cho Hải khi đã giết chết hai cô gái ở vụ án cầu voi. Ngay sau hôm 8 tháng 5 năm 2020, khi nghe Tòa án Nhân dân tối cao tuyên bố bác đơn kháng nghị, dư luận trong và ngoài nước, nhiều đại biểu quốc hội tỏ ra bất bình và phải lên tiếng phản đối. Đáp trả những phản đối này chính là tay phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ khi Nguyễn Trí Tuệ ra thức bảo vệ cho quyết định của hội đồng thẩm phán, rồi to tiếng đổ lỗi đổ thừa cho các thế lực thù địch đã lợi dụng thời cơ sách động quần chúng, cũng như các đại biểu quốc hội do bị mua chuộc nên chỉ biết nghe theo truyền thông bẩn, rồi quay ra công kích chống phá hệ thống tư pháp. Lần này thì Nguyễn Trí Tuệ quả thật đã thành ra trí tuệ mất rồi. Nói gì cũng phải có bằng chứng, thế lực thù địch ở đâu là ai, tổ chức nào, họ đã liên hệ hay mua chuộc các đại biểu quốc hội, người dân như thế nào. Cứ mỗi lần làm sai là bị chỉ trích, vội vàng, chụp mũ, vu khống, đổ lỗi cho các thế lực thù địch đã trở thành bản chất của bài đàn Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai còn lấy làm lạ nữa? Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ không quên bành vực tranh án Nguyễn Hòa Bình rằng Nguyễn Hòa Bình có thể tham gia nhiều lần vào bất cứ vai trò nào trong một vụ án, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao hay tranh án tòa án nhân dân tối cao đều không có gì là phạm luật. Không hiểu lê trí tuệ học luật ở đại học nào mà không biết điều luật, xung đột lợi ích. Tiếng bình dân vừa đá bóng vừa thổi còi. Khi xét xử, thế thì làm sao đảm bảo được tính khách quan công tâm hả trí tuệ? Phụ họa với Nguyễn Trí Tuệ có Nguyễn Minh Tâm hay Tà Tâm. Đại tá Giám đốc Học viện Công an Nhân dân cũng nhai nhái lại luận điệu cũ rích cho rằng những người phản đối quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao là bị đặt xuyên tạc, nói xấu chế độ của thế lực phản động trong và ngoài nước. Phiên bản vật chứng, nhân chứng lẫn nghi phạm trong quá trình điều tra bị sửa đổi một cách ẩu tả. Không tôn trọng các chứng cứ rành rành mà mẫu chốt của vụ án mà cứ nhắm mắt tuyên án thì tất cả các câu nói trên nói lên việc rằng là việc bày hầy, lươn lẹo, lưu manh của hệ thống tư pháp Cộng sản Việt Nam. Cần gì phải bôi đen thêm cho tốn mực, hả tà tâm? Chưa hết, cũng có những tên luật sư lên tiếng Hại hèn, không gây án mà lại nhân tội, loại hèn này không đáng bách vực. Nói cho sướng miệng, vào nhà giam ban đêm thì cùng chân, ban ngày thì bỏ bị phó quản giáo tra tấn dã dạ man, cứ treo ngược bị can xuống rồi dùng tra tấn, nện hoặc là dội vào mồm, chết đi sống lại thì ai còn dám không chịu nhận cùng hay không. Riêng cái đám báo chí nhà sản, bọn VTV vua tin vịt cứ gào, mẹ Hồ chí Hải yêu con mù quáng, quá trình điều tra xét xử hoàn toàn đúng luật pháp. Điều tra lừa mành như vậy mà còn gọi là đúng hả? đơn cử như là lời khai của nhân chứng Đình Vũ Thường là cơ quan điều tra ghi vào biên bản. Anh Thường đã nhìn thấy Hồ Duy Hải tại bưu điện hôm xảy ra án mạng lúc 19 giờ 30 phút. Trong khi anh Thường khẳng định mình chỉ nhìn thấy một thanh niên không thể nhận dạng. Điều đó chứng tỏ cơ quan điều tra đã bị đặt ra mọi tình tiết để đổ cái án tử lên đầu của Hồ Duy Hải, che giấu cho hung thủ tự do ngoài vòng pháp luật. Chỉ có bọn họ mất nhân tính mới đi cổ vũ cho 17 cánh tay đổ vết giết lên người này. Kết luận như sau, ngày càng thêm nhiều thông tin, hình ảnh quan trọng vốn được giấu biệt tăm biệt tích nay lại rò rỉ ra. Như thủ phạm giết thuận tay trái, trong khi Hồ Chí Hải thì lại thuận tay phải, là một trong những vụ oan sai. Song song đó, bàn dân luận lại có dịp bàn tán xôn xao, các đồng chí đang âm mưu Dành nhau chiếc ghế trước thềm đại hội đảng lần thứ 13 đây mà. Dậu đổ bình leo, cái gia sản khủng của ông Nguyễn Hòa Bình và mối quan hệ bất chính với con dâu không khéo làm tiêu ma sự nghiệp của ông. Ừ nhỉ, tiêu hết mẹ nó đi cho dần nhờ. Có khi cửa tù mở cho Hồ Duy Hải rồi lại đón Bình vào cũng có thể xảy ra.